Một thước tương tư. Tác giả Du Phong Vân. Tập 10. Mới sáng sớm, vừa mới dậy, đã nghe tiếng bà Hạ lạnh lót ở sau nhà. Quyền vừa từ cổng đi vào đã nghe bà quát lớn. Ghi cho đầy đủ vô, để ngày mai đi mua mà thiếu là mệt đó. Quyền ngó xuống thấy con Ngọc đang ngồi ghi ghi chép chép, còn bà Hạ thì ngồi tính toán rồi bắt con Ngọc ghi hết vô trong giấy. Mấy ngày nay, mấy ngày nữa là tới lễ lớn của Mộc Phủ. Quyền nghe chú nói là 3 năm sẽ cúng một lần lễ bái tạ tổ tiên theo như quy định từ xưa tới bây giờ ở Mộc Phủ. Đời nào cũng bắt buộc phải làm, mà làm là phải thật long trọng và đình đám. Bà Hạ chuẩn bị gần cả tuần nay, con Ngọc cũng vì bận đi theo phụ bà Hạ nên đâu có rảnh rỗi đi tìm Quyền kiếm chuyện. Thấy mà tội cho nó, lúc trước bà Hạ có chị Trinh nên còn có người sai bảo, bây giờ không có ai, chị Quế thì bầu sắp đẻ, còn Quyên thì bà Hạ ngại có chú nên không dám kêu. Thành ra bao nhiêu việc lớn nhỏ đều đổ lên đầu con Ngọc, mà con nhỏ coi vậy chứ cũng lanh lẹ, bà Hạ kêu cái gì cũng làm được hết trơn. Công nhận nó quyết tâm vì mục đích thiệt đó. Quyên đi lại chỗ bà Hạ nhẹ giọng hỏi, chị hai, có cần em phụ cái gì không chị? Nghe Quyên hỏi, bà Hạ liền xua tay, cười nói. Thôi thôi, có cái chị đâu mà phụ, có mấy chuyện thôi mà. Để có gì cần thì chị kêu em một tay, chứ mấy cái chuyện này không có gì nhiều hết. Bà Hạ trả lời, còn Quyên cũng không muốn ép. Bà Hạ chuẩn bị cả tuần, tức là lần lễ này long trọng lắm. Vậy mà Quyên hỏi bà lại nói là không có gì để làm. Suy qua nghĩ lại thì chỉ có một lý do duy nhất, là bà Hạ không muốn Quyên động tay động chân vào cái chuyện của Mộc Phủ. Chắc sợ Quyên lấn quyền, bởi vì lệnh bài Mộc Phủ hiện bây giờ mẹ chồng Quyên vẫn còn giữ. Ông Hưng chỉ là tạm thời đứng đầu Mộc Phủ mà thôi. Thời thế về sau có ai thì bà ta không biết, nên chắc bà Hạ nghĩ bà ta chỉ cần giữ chắc cái chuyện lớn nhỏ trong Mộc Phủ là sẽ không ai lấn quyền. Quyên thấy bà Hạ cứ khúm na rúm núm, sợ Quyên nhúng tay vào, mà cô thì thấy mắt cười. Chắc bà Hạ không biết chú không phải là con ruột của mẹ chồng Quyên cho nên mới như vậy. Quyên nói vài câu khách sáo nữa cũng thôi, không có làm phiền hai người mẹ chồng nàng dâu họ đâu. Nhìn ra ngoài trời nắng tốt, Quyên liền ra giường cắt mớ hoa cúc làm trà. Hôm bữa bác sĩ Khải có nói Quyên nên thường xuyên uống trà hoa cúc đặng tốt cho cơ thể. Tới chiều, Quyên từ trên phòng đi xuống gom cái mớ hoa cúc đang phơi trước sân đem vào trong nhà. Lúc đi ra, Quyên thấy Thu Phụng đang phơi một chút thuốc cho mẹ. Thấy Quyên, chị ấy liền chào một tiếng. Bà ra lấy hoa cúc vô hả? Hồi nãy con thấy nắng ngon nên con trở mặt qua rồi đó bà. Thấy chị ấy vui vẻ nên Quyên cũng không kiệm lời. Cảm ơn chị ngang, hôm nay nắng tốt phơi cái gì cũng tốt hết. Thu Phụng gật đầu, nhìn Quyên cười cười. Một lát sau, Quyên nghe chị ấy nói tiếp. Nghe nói bà bị đau bụng kinh, kinh nguyệt không có điều hả bà? Tự dưng nghe Phụng hỏi, Quyên có chút ngạc nhiên, cũng không ngại mấy cái chuyện này lắm nên cô gật đầu. Bác sĩ nói rối loạn kinh nguyệt cho nên... Vậy bà đi cắt ít mẫu hoặc là trạch lan với đương quy về sắc uống, còn nghe nói mấy cái gì đó tốt cho đàn bà... không có điều đó. Quyên gật gù, ít mẫu thì Quyên có nghe, nhưng còn trạch lan với đương quy nghe có chút lạ. Thu Phụng nhiệt tình hơn chút nữa. Hay là để một lát con đi cắt thuốc cho nội, bà cần không để con hỏi thêm thầy thuốc rồi cắt cho bà mấy thang, nếu uống chịu thì cắt thêm bà ha. Quyên trên miệng vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng có chút không có tin tưởng cho lắm, lắc đầu cô từ chối. Thôi, mắc công, mấy bữa trước bác Khải kê cho Quyên mớ thuốc chưa có uống xong, để uống hết tháng này rồi coi sao, nếu không hết nữa, Quyên nhờ Thu Phụng cắt giùm.
Thu Phụng nghe Quyên từ chối thì nhiệt độ trên mặt giảm bớt đi một chút. Cô thấy chị ta có chút sượng sùng. À, vậy cũng tốt. Bà, à, con biết bà không có tin con, bà sợ con hại bà, nhưng con không có. Con với ông chú không có duyên nợ. Nội cũng nói cho con hiểu, bây giờ con cũng thông suốt hơn rồi, nên con không có cái ý nghĩ vọng tưởng nữa đâu. Bà đừng có sợ con. Nói xong, chưa đợi Quyên trả lời, chị ta đã cúi đầu đi vô trong nhà trước. Quyên giật mình đứng nhìn theo bóng lưng của chị. Thu Phụng, chị ta có thiệt lòng hay không? Qua ngày hôm sau, Quyên có kêu Út Đực ra hỏi bác sĩ Khải về tên hai cái vị thuốc đó. Út Đực về kể lại đó là hai vị thuốc tốt, uống kết hợp thêm hai loại nữa thì có công dụng điều hòa kinh nguyệt. Mà bài thuốc này cũng chính là bài thuốc mà bác Khải cắt cho Quyên uống mấy ngày trước. Thuốc tốt, không có vấn đề gì. Đêm đó, Quyên nằm suy nghĩ một chút. Quyên không biết là Thu Phụng thông suốt thật sự hay là giả vờ nữa. Thôi thì để sau sẽ rõ. Sáng hôm nay, Mộc Phủ có lễ lớn. Từ sáng sớm, bà con trong họ đã lục tục kéo nhau tới. Cái miếng đất kế bên nhà được dọn cỏ sạch sẽ làm bãi đậu xe cho người đến dự lễ. Chị Quế có bầu nên hạn chế ra tiếp khách. Ông Hưng cho chị ngồi gần chỗ của mẹ chồng Quyên để đỡ đi lại nhiều. Còn lại bà Hạ, Quyên với con Ngọc thì lu bu tiếp khách tới bở hết hơi tai. Chưa kể còn đi vô ngoài đi ra trong trà nước cho khách. Ba mẹ cô cũng được mời. Lúc ông bà tới thì lễ cúng cũng sắp bắt đầu. Thấy con Ngọc mồ hôi nhễ nhại mà mẹ Quyên lo tới nhăn mặt. Còn Quyên thì bà chỉ hỏi cho mấy câu rồi thôi. Mà hỏi thì cũng do có chú ở bên cạnh nên bà mới hỏi nhiệt tình, chứ nếu không có chú thì làm gì tới lượt Quyên được quan tâm. Lễ lớn của họ Dương, mấy bô lão trong họ đều tới. Toàn thể ai mang họ Dương đều phải có mặt. Đây được coi như là cái Tết thứ hai của Mộc Phủ. Thấy Quyên luôn tay luôn chân cười cười nói, sợ Quyên mệt nên chú kêu Út Được đem cho Quyên ly sâm ngâm mà chú sai dì Bảy nấu hồi sáng. Lúc Út Được đưa sâm cho Quyên, cô còn hết hồn, không biết là của ai. Tới lúc nói là của chú, Quyên mới sực nhớ là từ sáng tới bây giờ cô vẫn chưa ăn cái gì. Nhìn về phía chú, thấy chú vừa tiếp một bô lão vừa quay qua nhìn cô cười cười gật đầu nhẹ, rồi so cái bụng chỉ về phía Quyên. Ý chú nói, uống sâm đi không là đói. Thiệt tình mà nói, tim của Quyên giờ phút này lại mềm đi đôi chút, cảm giác ngọt ngào, đan xen không có tài nào giải thích được. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chú lo cho cô mà thôi. Nhận lấy cái chén sâm từ tay Út Đực, Quyên uống một hơi tới cạn đáy. Uống xong, Quyên còn lắc lắc cái chén không về phía của chú rồi cười. Chú nhìn Quyên gật đầu hài lòng lắm. Bên ngoài có mấy vị khách lớn. Ông Hưng quýt tay chú đi ra ngoài tiếp đón. Thấy chú đi rồi, Quyên mới định quay vào trong làm tiếp. Thì thấy con Ngọc nó đi lại hướng của cô. Thấy cô nó kêu. Chị kia! Mẹ kêu chị! Vì chỗ Quyên đang đứng không có ai nên con Ngọc nó mới ăn nói cái kiểu này. Chứ có người ngoài là nó toàn ngọt ngào kêu Quyên là thím ba, nghe nổi hết cả da gà. Sáng bây giờ đã mệt rồi, bây giờ nghe cái giọng của nó Quyên càng mệt hơn, có chút bực bội. Đang tính lên tiếng thì đằng sau có tiếng đàn ông nói trước. Ủa, đây là vợ anh hai mà, sao chị hai kêu thím ba bằng chị kia là sao ta? Quyên quay lại. Lộc, ui cho ơi, cái tên Lộc lâu lắm mới gặp. Quyên nhìn tên Lộc cười cười, mà hắn ta bây giờ đây đang cau mày nghiêm nghị nhìn con Ngọc. Con Ngọc có chút sợ sợ, nó liền giở cái tính thảo mai ra trả lời. Anh Lộc, cậu mới về hả? Lộc hừ hừ mấy tiếng. Hên quá, chị cũng biết tôi là ai. Nghe đồn chị nết na hiền lành lắm, nên hôm nay tôi về coi. Công nhận ngang. Không có giống chút xíu nào hết trơn. Quyên nghe mà phì cười ra mặt, cái tên này vẫn xéo sắc như lúc trước. Nghe tên Lộc nói, con Ngọc có chút khớp nên lật đật nói đi vô trong có công chuyện. Ngoài này chỉ còn Quyên với tên Lộc đang đứng.
Thấy hắn dáng dấp vẫn bảnh bao, Quyên mới dỗ dỗ dài hắn. Lâu lắm rồi mới thấy cậu, nghe chú nói công ty của cậu ổn lắm, đúng không? Tinh Lộc liền vút vút hất cằm. Cũng được, đủ nuôi cái dàn hậu cung của trẫm. Quyên lườm quýt Tinh Lộc. Giận cái tật khoe khoang, ý quên nữa, Khoa đâu? Nghe Quyên nhắc tới Khoa, Tinh Lộc có chút buồn buồn. Cái lễ này cậu không có tới được. Quyên gật gù hiểu vấn đề. Ông Hưng nói cho phép Minh Lộc sống thật với giới tính của mình, nhưng công khai thì ông ta không có cho cậu ấy công khai. Cũng không có trách ông ta được. Thiếm sống có tốt không? Mẹ tôi có khó dễ gì thiếm không? Quyên lắc đầu cười cười. Có chú nên không có sao. Thấy Quyên vẫn ổn, Minh Lộc chắc cũng yên tâm. Nói gì thì nói, Minh Lộc vẫn quan tâm tới Quyên lắm. Cậu ta vẫn hay gọi điện về hỏi thăm Quyên rất nhiều. Nói qua nói lại vài câu, Minh Lộc cũng đi ra chỗ ông Hưng. Quyên cũng đi vô trong phủ bà Hạ tiếp đãi khách khứa. Lúc cô đi vào, liền thấy bà Hạ đang nói cười vui vẻ với mấy người phụ nữ lớn tuổi. Sau lưng bà Hạ là bó hoa hồng tươi bự tổ chản, phải hơn chục bông hoa đơn. Quyên có chút giật mình. Không phải bà Hạ vì ứng phấn hoa hồng sao? Nhưng mà bây giờ... Quyên đứng ngay một hồi, hết nhìn bà Hạ quay tới quay lui, có khi còn thấy bà ta tay chạm vào bó hồng, mà không hề có chút gì là không thích hay khó chịu giống cái hôm gặp Quyên hái hoa ở trong vườn. Không lẽ bà Hạ hết dị ứng rồi hay sao? Hay là bà ta vốn dĩ không có hề dị ứng với phấn hoa hồng? Thấy Quyên đứng đực ra đó, bà Hạ liền đi tới kêu. Quyên à, lẹ lại đây đi, sắp tới giờ cúng rồi. Nghe tiếng bà Hạ, Quyên dạ một cái rồi đi nhanh tới. Thấy bó hoa hồng sau lưng bà Hạ, Quyên vội vàng cầm bó hoa để ra xa, rồi tỏ vẻ quan tâm. Cô lo lắng. Trời đất, hoa hồng, chị hai, chị có thấy khó chịu không? Nghe Quyên nói, bà Hạ liền giật mình sững sờ. Cô thấy bà ta trố mắt nhìn cô, rồi một hồi lâu sau mới bịt mũi lại nhăn nhó mặt mày. Đem ra chỗ khác đi Quyên, để đằng kia đi. Quyên cũng vội đi ôm bó hoa để ra xa thêm chút nữa, mắt khẽ rũ xuống. Bà Hạ, bà ta nói dối là dị ứng phấn hoa hồng để làm cái gì chứ? Nghi lễ cúng bái ở Mộc Phủ bắt đầu. Trước thời gian thờ tự, dưới sàn được chia ra làm hai bên, xung quanh đặt rất nhiều ghế gỗ cho khách khứa ngồi. Ngồi gần nhất với chánh điện cũng thể hiện cho vai vế người đó to lớn. Dưới sàn nhà được lót hơn chục miếng đệm mềm để quỳ. Mỗi người trong Mộc Phủ sẽ quỳ trên một tấm đệm mềm. Đứng đầu bên trái là ông Hưng với chú, đứng đầu bên phải là bà Hạ và Quyên. Thứ tự chỗ quỳ đã được sắp xếp sẵn từ trước. Nối tiếp phía sau là con cháu Mộc Phủ và họ hàng các nhánh lớn nhánh nhỏ trong họ Dương. Lễ bắt đầu, khách khứa yên vị tại chỗ, mặt mày ai cũng uy nghiêm hướng về chánh điện giữa nhà. Tiếng kèn vang lên, ông Hưng bà Hạ quỳ xuống trước, nối tiếp sau là bọn Quyên. Quyên với bà Hạ quỳ ngang hàng, sau lưng bà Hạ là con Ngọc, sau nữa là mấy cháu gái họ Dương, có cả Thu Phụng cũng quỳ trong đây. Quyên cũng theo mọi người quỳ xuống, do đây là lần đầu tiên Quyên tham gia lễ bái gia tiên ở Mộc Phủ, nên cảm thấy có chút hồi hộp. Nhưng khi đầu gối vừa chạm xuống đệm mềm, Quyên đã cảm thấy có cái gì đó không có ổn cho lắm. Tấm đệm này, vì sao lại đau tới như vậy chứ? Quyên mặc sườn xám dài tới trên cổ chân một chút, chất liệu vải may khá dày, nhưng cũng không làm cản trở được cái cảm giác đau từ tấm đệm truyền đến. Trong tấm đệm giống như được bỏ thêm đá hay là cái vật gì đó cưng cứng. Nếu Quyên đoán không lầm thì là đá, đá sỏi, viên nhỏ. Mẹ kiếp, chơi bẩn, chơi hèn. Quyên lén ngước mắt quét qua một vòng ở trong gian nhà, lại liếc liếc mắt xuống sau. Cô thấy con Ngọc vẫn chăm chú ngước lên chánh điện nghe bô lão đọc lễ. Lại quay sang bà Hạ, Quyên thấy bà gương mặt thành tâm lắm, không có chút ý tứ gì là hả hê. Ai? Là ai chơi cái mưu này?
Quyên vì khó chịu nên cứ hay xê dịch hai cái đầu gối cho đỡ đau. Giờ phút này Quyên mà đứng dậy la hét hay ngã giật ra sàn nhà là banh chuyện. Quyên không quê mặt, nhưng Mộc Phủ thì quê. Mà nếu làm như vậy thì chẳng khác gì cô để cho người hại cô cười thầm đắc ý vì cô trúng bẫy đúng ý người đó. Không được, ráng lên, Quyên cũng phải ráng hết sức. Đau quá, đầu gối của cô tê rần hết. Bình thường quỳ lâu đã mỏi muốn chết rồi thì đừng nói là quỳ trên đá nữa. Còn bà nói chứ, chơi cái này cũng đủ thâm hiểm đi. Bây giờ cô tiến cũng tiến không có được, mà lui thì lùi cũng không xong. Hai chân cô từ từ chuyển sang run rẩy. Thấy cô run run, bà Hạ không vui, cau mày quét mắt. Quyên hiểu ý bà, ý là bà kêu Quyên quỳ thẳng lên không có được khom người. Nhưng mà đau muốn đần ra thì quỳ cái kiểu quái gì được đây? Mồ hôi trên trán của cô bắt đầu túa ra, hai chân cô như muốn quỳ luôn, cắn răng chịu đựng. Bây giờ Quyên mà ngã xuống là một đám cùng mất mặt, mà người mất mặt nhất là chú. Để tin con dâu nhỏ của Mộc Phủ quỳ trước gia tiên có chút xíu mà đã chịu không có nổi té vật ra đất thì còn gì là thể thống. Nhìn đi, xung quanh đây hơn cả trăm cặp mắt, cả trăm cái miệng, muốn người ta không có truyền ra ngoài thì chuyện hết sức nhảm nhí, rất là nhảm nhí. Quyên hít một hơi điều hòa lại hơi thở. Bây giờ phải cố, đau hay không đau cũng phải cố. Quỳ từ nãy tới bây giờ, không lẽ quỳ thêm một chút nữa chết hay sao? Cố lên. Quyên vừa quỳ mà vừa run run hai chân. May quá, tổ tiên thương tình, vị bô lão phía trên cũng ngưng đọc lễ. Ông ta vừa hô đứng dậy một phát, phía sau liền có mấy người làm tới đỡ đám đàn bà con gái đứng dậy. Út Đực nó nhanh lẹ chạy tới dìu Quyên. Lúc kéo Quyên đứng dậy, nó thấy chân của Quyên run run, liền vội vàng hỏi nhỏ. Bà ơi, chân của bà sao dạ? Quyên cắn môi không trả lời, liền quay sang bà Hạ. Chị hai, xong lễ này còn có gì quan trọng nữa không chị? Hết rồi. Ủa mà sao vậy Quyên? Quyên được Út được dìu, vẫn cố đứng dậy cho thẳng thiêu. Quyên cười nhạt. Tự dưng cái bụng của em đau quá. Em sợ lại bị... Vì biết là Quyên bị rối loạn kinh nguyệt, nên bà Hạ chắc thông cảm, gật gật đầu nhìn Quyên, giọng của bà ta dịu đi đôi chút. Thôi, đi vô trong nằm nghỉ đi. Ngoài này chị lo được, có con Ngọc ở đây nên không có sao đâu. Con Ngọc thấy Quyên mặt mày xanh xao, nó nhíu mày không mặn không nhạt. Thiếm, mặt thiếm sao vậy? Không khỏe hả? Quyên nhìn nó, nhìn kỹ cái biểu cảm của nó, không hề có chút gì là hả hê thích thú hay là hỏi điểu. Nếu vậy, không lẽ không phải nó? Nhưng nếu không phải thì là ai? Quyên nhìn một lượt mẹ chồng nàng dâu họ, khả nghi nhất vẫn là hai người này. Thấy họ nhìn Quyên chằm chằm, Quyên cũng thôi không có quan sát nữa. Bây giờ vô xoa dầu trước, mấy cái chuyện khác để sau. Quyên không tin là cô không có tìm ra được sơ hở. Út Đực dìu Quyên đi vô trong. Lúc quay xuống sàn nhà, nhìn đã thấy người làm gom mấy cái tấm đệm đi vô trong dẹp từ lúc nào rồi. Bực bội thiệt, mãi lo quan sát hai người kia mà quên mất cái tấm đệm là do ai dẹp. Út Đực vừa dìu tay Quyên, nó vừa hỏi. Bà, chân của bà bị sao, đúng không? Quyên gật đầu. Có ai đã bỏ đá vào đệm của bà? Út Đực cau chân mày lại, nó giận dữ. Trời ơi, ác dữ không? Để con đi nói cho ông chú biết. Nghe nó nóng nảy đòi đi tìm chú, Quyên liền can ngăn. Đừng, khoan hãy nói, để bà tính cái đã. Út Đực thấy Quyên không có cho nên nó cũng không có nói thêm gì. Liền một đường dìu Quyên đi vào trong. Lúc đi ra đến hành lang nối dài xuống nhà trong, Quyên với Út Đực đụng mặt ông thầy Bính. Thấy Quyên, ông thầy cung kính gọi chào hỏi một tiếng. Chào bà nhỏ. Quyên thấy ông Bính liền có chút sợ sợ, vịn lấy tay của Út Đực trả lời. Chào thầy, thầy ra ngoài ngồi chơi, tôi vô trong trước. Thấy Quyên định đi, ông thầy liền ngăn lại. Khoan, bà, hình như bà không được khỏe, có cần tôi đi tìm bà lớn cho bà không?
nghe ông ta muốn giúp, Quyên liền lắc lắc đầu từ chối. À, không cần đâu thầy, mất công thầy, tôi không có sao đâu, cảm ơn thầy. Bà đây năm nay 25 tuổi hả bà? Quyên nheo nheo mắt không có vui hỏi lại. Thầy hỏi đây làm gì? Ông thầy cười ha hả, bộ dáng ung dung. Số là tôi làm lễ cầu phúc cho Mộc Phủ nên hỏi bà cho chắc. Ông làm lễ gì? Sao tôi không có nghe chị hai nói? Mai tôi mới làm nên bà không biết là đúng rồi. Quyên cũng không nói gì, cũng không trả lời câu hỏi của ông ta. Càng nhìn ông Bính, Quyên càng thấy không có ưa được. Cảm giác như ông ta không có được đàng hoàng. Hơn nữa, cho ông ta biết tuổi cũng không có tốt lành gì. Ông ta là thầy phép, lỡ ông ta có ý đồ gì thì sao? Kéo kéo tay của Út Đực, Quyên chỉ gật gật đầu với ông thầy Bính rồi đi theo Út Đực vô trong. Mặc cho ông ta có nói gì, Quyên cũng không trả lời. Đưa Quyên lên phòng, Út Đực dìu cô ngồi xuống giường rồi nói nhanh nhẹn đi tìm chai dầu xoa bóp đầu gối cho Quyên. Vừa xoa bóp, nó vừa càm tràm. Cái ngữ nào ác nhân hết sức luôn á, chân trắng trẻo mịn màng, dày đây nè, mà để quỳ trên đá thì da nào mà chịu cho nổi. Có là da trâu đang thui thui như con á, cũng thấy ông bà ông giải chứ đừng nói gì bà. Quyên thì cũng đau muốn xỉu, ai bày ra cái trò này cũng đủ thông minh. Quyên cắn răng chịu đựng, hay là hét ầm lên cũng coi như trúng mưu của tên giấu mặt này. Hên cho cô là sức khỏe của cô không đến nỗi tệ, nếu không chắc té lăn cù mèo ra đất rồi. May cho cô là đầu gối không có chảy máu, chỉ có điều bị u lên mấy cục mà thôi. Út Đực xoa chân bên này, cô thì xoa chân bên kia. Vừa xoa cô vừa dặn. Con đừng có nói cho ông chú biết nghe Út, để sau này bà nói. Út Đực không hiểu, nó vội hỏi. Sao bà không nói cho ông liền luôn đi, để ông điều tra cho bà. Quyên lắc đầu. Không có được đâu, ông chú còn nhiều việc lắm. Mà chuyện này là nhắm vô bà chứ không nhắm vô ông chú. Bây giờ có nói thì cũng không có tra ra được cái gì. Đã người ta chu đáo ra tay được thì cũng dọn dẹp sạch sẽ được. Mình không khéo mà la hét ầm lên chỉ tổ bức dây động rừng thôi. Với lại ông chú mà bên bà quá thì mẹ chú sẽ không có thích đâu. Dạ, nội hả bà? Quyên gật đầu. Ừ. Có mẹ chồng nào muốn con dâu mình lấn lướt quá không? Tất nhiên là không có rồi Út. Bà vốn dĩ thân phận có chút không có minh bạch. Bây giờ mà làm quá lên, chỉ bà thiệt thôi, con hiểu không? Út Đực gật đầu, môi nó bậm lại tỏ vẻ thông suốt. Thấy nó vậy, Quyên cũng tiện nói luôn. Út à, bà biết con theo ông chú, nhưng sau này việc nào bà kêu nói thì nói. Mà kêu con đừng nói thì con nhất định đừng cho ông chú biết. Con hiểu bà nói cái gì chưa? Bà không bao giờ làm hại ông, bà chỉ muốn giúp cho ông thôi. Có vài chuyện bà nên tự mình giải quyết chứ không có để cho ông giúp bà được. Út Đực là đứa thông minh, lại vô cùng trung thành. Nghe Quyên dặn, nó liền gật đầu đồng ý. Thật ra thì Út Đực kêu Quyên nói cho chú nghe cũng đúng, nhưng mà có điều bây giờ thì chưa có được. Tới chiều, lễ tiệc gì cũng xong. Đêm nay một vài người sẽ ở lại một phủ để sáng mai làm lễ cầu bình an. Xem ra ông thầy Bính không có nói dối Quyên, nhưng mà cô vẫn không có ưa ông ta được. Nhìn cứ gian gian cái kiểu nào đó. Chú hôm nay say bí tử, Quyên với Út Đực đưa chú lên phòng nằm nghỉ. Quyên liền lén canh tới khuya để xuống nhà kho tìm mấy tấm đệm hồi sáng. Thấy Út Đực cũng mệt quá chừng, nên Quyên kêu nó đi ngủ sớm, đằng sáng mai còn không chuyện lu bu. Đêm khuya khoắt, có vài phòng đèn vẫn sáng, nhưng mà không sao, phòng có khách không có phải lo. Quyên lom khom vô trong phòng kho chứa đồ, đếm qua đếm lại, thì thấy đủ số lượng đệm đã dưới sàn hồi sáng này, nhưng lại không hề có tấm nào bên trong có đá hay là có sỏi gì hết. Quái lạ, không lẽ bọn họ đem tẩu tán luôn rồi? Quyên ngồi chồm hổm xuống sàn, vừa suy nghĩ vừa phân tích. Công việc bố trí tiệc tùng sàn đệm được bà Hạ một tay lo liệu. Bà ta là một nghi can số một không có chạy đi đâu được. Nhưng mà trợ giúp cho bà ta là con Ngọc, mà con nhỏ này Quyên lại càng nghi ngờ hơn bà Hạ nhiều.
Nó về Mộc Phủ này là để hại Quyên. Nếu nói ra thì người khả nghi nhất chính là nó. Mà lại có chút không đúng. Biểu cảm của nó hồi sáng này không có giống là đang bày mưu bày kế. Nhưng mà khoan, có khi là do nó cố tình không? Ai chứ con Ngọc nó dám lắm. Nó mưu mô xảo quyệt không ai bằng. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dung được đâu. Gật gù, ngày mai Quyên sẽ kêu Út Đực đi tìm hiểu coi hồi sáng này ai là người phụ trách đem mấy tấm đệm vô trong dọn dẹp là rõ được một chút manh mối. Chuyện này Quyên không có bỏ qua đâu. Cô quyết tâm điều tra tới cùng. Suy nghĩ thấu đáo xong xuôi, đừng lúc Quyên định quay ra bên lên phòng thì nghe có tiếng lạch cạch ở đằng bức tường gỗ trước mặt. Quyên cau mày ngó nghiêng quan sát. Phòng này là phòng cuối cùng trong nhà. Kế bên là nhà vệ sinh, kế nữa là bếp nấu nướng, mà sau bức tường gỗ này là vườn hoa hồng sau nhà. Tiếng lạch cạch mỗi lúc một lớn, tính tò mò trong Quyên trỗi dậy, cô liền nhẹ bước chân đi đến gần vách gỗ nhìn một vòng. Ủa, đâu có con chuột con mèo gì đâu? Tiếng lạch cạch lại vang lên, hình như là sau giường thì phải, mà giờ này ai còn ra giường làm cái gì? Quyên áp tai vào vách gỗ, ngoài tiếng lạch cạch, cô còn nghe được giọng đàn ông đang rầm rì. Ở cái lỗ nhỏ thông gió, ở đây có một cái lỗ nhỏ. Quyên như bắt được vàng, vội vàng xê dịch lại một chút để áp mắt nhìn ra bên ngoài vườn. Còn bà nó, cái quái quỷ gì nó đang diễn ra trước mặt đây? Ông thầy Bính, tay cầm cái bông hồng đầy máu, mấy giọt máu tươi còn nhiễu tổng tổng xuống dưới đất. Kế bên là con mèo nhỏ của bé muội. Trời đất ơi, con mèo nó bị cắt cổ môi tim ra ngoài, bộ lông trắng tinh của nó nhuốm đầy máu đỏ. Hai mắt của nó mở to, nó nhìn trừng trừng lên trên cao, giống như là chết quan không có nhắm mắt. Khoảng cách quá xa, nên Quyên không có nhìn rõ ông Bính đang làm cái gì đó. Chỉ thấy ông ta cầm bông hồng phủ đầy máu, phủ lên trên mặt đất. Tay còn lại cầm cái cục gì trăng trắng, nó đập vào cục đá trong hộp đỏ. Tiếng lạch cạch cộng thêm cảnh tượng con mèo chết máu me bê bết, mất tim, khiến cho dạ dày của Quyên muốn trào lên cổ họng. Quyên thấy ông ta lầm bầm cái gì đó trong miệng. Khoan, có người đang đứng gần ông ta. Là ai? Con bà nó chứ, cái lỗ nhỏ quá Quyên không có thể nhìn được tới cái chỗ đó. Chỉ thấy ông thầy đang ngước mặt lên nói chuyện với ai mà thôi. Quyên tò mò là ai trong nhà này. Đang lầy hoay, cô liền nghe sau lưng có tiếng bước chân kèm theo giọng nói. Ai? Quyên như đứng hình khi thấy ánh mắt của ông Bính đang nhìn về chỗ cái lỗ của Quyên. Quyên nhìn qua cái lỗ nhỏ thông ra bên ngoài. Ông thầy. Chết rồi, ông thầy đi đâu mất tiêu rồi? Tên Lộc là tiếng của Lộc vừa mới hỏi. Không dám chậm trễ, Quyên liền đứng bật dậy, không đợi chờ gì nữa. Cô lôi tay tên Lộc đang đứng ngây ngô trước cửa, chạy bán sống bán chết lên trên phòng. Quyên vừa kéo tay hắn vừa nói. Chạy đi, chết bây giờ đó. Tên Lộc nghe tới chữ chết, cũng co chân chạy theo kịch liệt. Lên tới trên, Quyên chia ra mỗi người mỗi phòng. Quyên chui tọt lên giường nằm, ôm chú cứng ngắc, mà chú chắc theo cái quán tính, liền quay qua ôm chặt lấy Quyên. Hơi thở chú đầy mùi rượu. Ôm lấy Quyên, chú nói thầm. Ngủ đi. Anh vỗ lưng cho em ngủ nghe. Ngoan ngoan. Quyên ngước mắt lên nhìn chú. Say tới mở mắt không có lên rồi mà cũng còn nhớ tới cô. Thương quá đi à. Chú vừa nói, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng. Cô còn nghe loáng thoáng giống như là chú đang hát nữa. Một lát sau, chắc chắn chú đã ngủ say, Quyên mới rón rén đi xuống giường, vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ. Xong xuôi, Quyên mới lò mò mở cửa ra khỏi phòng. Cô vừa ló mặt ra, đã thấy Tinh Lộc ngáp ngáp ngắn dài đứng đợi. Thấy cô, hắn ta hừ hừ. Sao giờ này thím mới ra? Đừng có nói là nãy giờ đang tò te tú tí với chú tôi đó nghe. Đừng có lúc nào đầu óc cũng đen tối. Tôi phải tắm rồi mới ra đây được chứ. Tên Lộc cười cười. Nói đi, hồi nãy thím trình coi cái gì mà nghe ghê vậy? Kêu rồi lôi tôi chạy như ai dí vậy hả?
làm tôi chạy theo muốn hụt hơi luôn à. Quyên nhìn Tinh Lộc, suy xét trước sau rồi mới trả lời. Tôi thấy ông thầy Bính đang làm bùa làm phép cái gì ở sau vườn nhà mình. Đang lúc trình trộm thì cậu phát hiện nên tôi mới kéo cậu chạy trốn. Chứ cậu nghĩ tôi muốn lôi cậu chạy lắm hả? Nhưng mà thím thấy cái gì? Quyên nhớ lại chuyện hồi nãy, càng nghĩ càng thấy nổi da gà. Không biết ông thầy Bính là đang làm cái trò yêu ma quỷ quái gì nữa đây. Nửa đêm nửa hôm chui ra khỏi giường giết mèo lấy máu, làm bùa làm phép cái gì quái đản vậy ta? Tôi thấy ông thầy giết con mèo lấy máu, rồi moi tim móc ruột ghê lắm. Ngay trong vườn hoa hồng sau nhà mình nè, ông ta còn cúng bái cái gì nữa mà tôi nhìn không có rõ. Lộc cau mày, cô thấy cậu ta có chút không vui. Thiệt vậy sao? Nếu vậy, để tôi đi nói với mẹ. Nghe tin Lộc muốn nói cho bà Hà biết, Quyên liền hoảng hốt can ngăn. Không được đâu, ông thầy Bính là do chị hai mời về, cậu không thể nói cho chị hai nghe được. Tên Lộc nhíu mày. Thím nghi ngờ mẹ của tôi sao? Cô lắc đầu. Tôi làm sao mà nghi ngờ mẹ cậu được? Chỉ có điều chúng ta bây giờ không có bằng, không có chứng. Cậu đi nói cho mẹ cậu biết. Rồi với cái tính tình của chị hai, chắc chắn là sẽ làm ầm lên cho mà coi. Mình không biết được ông thầy là cái loại thầy nào. Lỡ làm sùm lên, ông ta mang hận về, rồi yếm bùa hại chết cả nhà mình thì sao? Quyên nói cậu nghe, bùa ngải là quá thiệt, chết người đó. Tinh Lộc nghe Quyên nói chắc thấy thuyết phục, cậu ta suy nghĩ một chút rồi lo lắng. Rồi thím tính sao? Hết ngày mai tôi phải bay ra Hà Nội rồi, bây giờ không giải quyết, tôi không có yên tâm. Cô vuốt vuốt cái cằm, gật gù trấn an Tinh Lộc. Tôi tính rồi, ngày mai chú dậy, tôi sẽ nói với chú để chú điều tra thêm về ông thầy Bính. Nếu ông ta thật sự có ý đồ đen tối thì cậu yên tâm đi, chú của cậu sẽ không có để yên cái chuyện này đâu. Tinh Lộc gật đầu đồng ý, mà thực ra với khả năng của Tinh Lộc cũng không có thể làm được cái giống gì cả. Cậu ta lỡ biết thì khuyên nói vậy trấn an cậu ta thôi, chứ để cậu ta nông nổi đem cái chuyện này cho bà Hạ hay là ông Hưng biết thì không có xong. Ngừng một chút, Quyên nói tiếp. Bây giờ cậu vô ngủ đi, trời cũng khuya rồi. Nghe lời tôi, cậu đừng có nói chuyện này cho bất cứ ai, kể cả là anh chị hai. Hai người đó nóng tính, lỡ mà làm lớn chuyện lên thì nguy hiểm cho Mộc Phủ, cậu hiểu không? Tên Lộc gật gật đầu. Ừ, tôi nhớ rồi, thím làm như tôi là con nít không bằng gì đó. Thôi, thím cũng vô ngủ đi, mai con dậy sớm. Hồi nãy mẹ mới lên hỏi coi chú thím ngủ chưa kìa, bà kêu ngủ sớm mai dậy sớm nữa đó. Nghe Lộc nhắc tới bà Hạ, Quyên giờ hỏi qua loa. Chị hai hả? Chị hai nói gì? Mai làm gì hả Lộc? Tên Lộc ngáp ngắn ngáp dài mấy cái. Hồi nãy mẹ lên coi tôi ngủ chưa, rồi sẵn hỏi chú với thím luôn. Bà sợ hai người không có chịu ngủ, mai là dậy không có nổi. Tôi nghe nói mai có lễ cầu an, dự lễ xong tôi cũng đi. À, vậy thôi cậu về ngủ đi, tôi cũng mệt quá rồi đây. Hồi nãy Quyên thấy ông thầy Bính đang nói chuyện với ai đó, rồi thêm cái việc Minh Lộc nói là bà Hạ vừa lên dò hỏi Quyên với chú đã ngủ chưa. Nếu sâu chuỗi lại, thì Quyên nghi ngờ ông thầy Bính với bà Hạ đang âm mưu bắt tay nhau làm cái chuyện gì đó mờ ám trong giường. Chưa kể ông Bính là do chính tay bà Hạ trước về để làm phép cho Mộc Phủ. Nghĩ tới mà rợn da gà. Quyên không hy vọng là họ thành công, dù không biết là có gây hại tới Quyên và chú hay không, nhưng mà cái hành động lén la lén lút kia thật là đáng sợ lắm. Lắc đầu thở dài, ngao ngán, cô nhìn lên bức tranh hoa hồng treo trên tường. Không hiểu sao bức tranh này càng nhìn càng thấy cuốn hút. Mỗi lần mệt mỏi mà nhìn vào tranh, cô lại càng thấy mơ hồ, cảm giác như bức tranh có hồn. Mà vì có hồn nên thấy nó nặng nề, quái dị lắm. Cô bước xuống giường, đi tới chỗ bức tranh, đứng nhìn bức tranh hoa hồng với một khoảng cách cực kỳ gần. Nheo nheo mắt, cô tự hỏi trong lòng, không biết bức tranh này là do ai vẽ mà lại được treo trong phòng của chú. Nhìn lên bức tranh không thấy chữ ký của người vẽ. Tiến mắt sát lại một chút nữa, cô nhìn màu đỏ có hoa hồng. Đỏ này đẹp.
Tiếng đồng hồ treo tường điểm 12 giờ đêm làm cho cô giật mình bừng tỉnh. Mới vừa rồi, cô còn bị bức tranh mê hoặc tới mức hai mắt xoay tròn lại. Trong một chút đê mê tỉnh tỉnh, Quyên thấy gương mặt một cô gái. Đẹp, rất là đẹp. Cô gái với đôi mắt to tròn và cái môi trái tim màu đỏ như màu của cánh hoa hồng. Khoan, ở đây không phải là cô gái cô đã từng mơ thấy cái hôm mà cô gặp ông thầy Bính lần đầu tiên sao? Còn nhớ cái hôm đó, Quyên sốt mụ mị nên mơ lung tung. Quyên cứ tưởng là do cô sốt nên mơ sản. Nhưng mà cô gái này là ai? Là ai mà Quyên lại thấy quen mặt đến như vậy? Rõ ràng cô chưa gặp bao giờ. Cô chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp tới như vậy. Cô hít một hơi cả gan nhìn vào bức tranh một lần nữa. Nhưng lần này, dù cho Quyên có tập trung tới mấy cũng không có gặp lại được gương mặt kia. Rầu rĩ thở dài, cô lững thững đi lại giường nằm xuống, hai mắt vẫn hướng về bức tranh. Nhìn mãi, tới khi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, mãi khi chú kêu mấy lần, Quyên mới chịu hé mắt tỉnh dậy. Thấy chú đang ngồi ở bên giường, cô cười thật tươi. Sao anh dậy sớm vậy? Chú kéo tay cô dậy, cười nhẹ. Sớm cái gì này nữa, gần 9 giờ sáng rồi đó. Trời đất ơi, 9 giờ sáng, má ơi, chết Quyên rồi. Ngủ có chút mà sao sáng bửng luôn rồi, chết chết. Cô ngồi bật dậy, chạy vô trong phòng tắm. Hai đầu gối vẫn còn đau dữ lắm, nhưng cô không có chạy nhanh không được. Bây giờ trễ lắm rồi, một lát nữa mẹ chồng cô với bà Hạ chửi chết luôn. Đang lầy hoay đánh răng rửa mặt, thì cô nghe bên ngoài có tiếng của chú. Không có cần gấp đâu, lễ bình an xong rồi, mọi người cũng về hết rồi. Làm lễ xong rồi sao? Quyên ngậm một họng kem đánh răng, vừa đánh vừa hỏi. Xong rồi, xong hết rồi hả anh? Ừ, xong từ sớm. Anh nói với mẹ em bị đau bụng không có dậy nổi. Quyên lo lắng. Rồi mẹ trả lời sao? Bà có nói gì em không? Không, mẹ kêu em đi khám đi. Quyên nghe được câu trả lời mà thở phào nhẹ nhõm. May mà mẹ không nói gì, chứ nếu không thì... Tắm táp thơm tho xong, chú kêu Quyên thay váy xuống nhà đi công chuyện với chú. Trước khi đi, Quyên có kêu Út Đực tìm hiểu một chút hôm qua là ai đem mấy cái đệm đi cất. Rồi hỏi dò coi có bao nhiêu người ra vào phòng kho hôm qua, rồi để ý coi có ai hành tung khả nghi hay không. Quyên nghi chuyện này, một là do con Ngọc bày trò, còn hai chỉ có thể là bà Hạ. Quyên đi theo chú, đưa một bô lão về nhà. Ngồi trên xe, ông ấy luôn khen vợ chồng cô đẹp đôi. Đưa dì bô lão về tận cửa, cô còn nghe ông ấy chúc. Chúc bà Thịnh mau mau có quý tử ngàn. Hai người mà sinh con thì đứa nhỏ sẽ rất là dễ thương. Quyên nghe mà khoái chí, cười tiếp hết cả mắt. Chú kế bên. Chú mặt mày cũng tươi như hoa. Chào bô lão xong rồi lên xe, Quyên mới quay qua hỏi chú. Sao hả ông xã, có muốn cùng em hợp tác làm một đứa nhóc không? Chú vừa bẻ vô lăng vừa cười. Bữa nay là sinh giống phải không? Quyên bật cười ha hả, gật gù. Em đang gạ gẫm sinh giống đây, anh cảm thấy em đủ yêu cầu chưa? Chú nhìn cô cười lớn. Dư sức qua cầu luôn. Quyên được dịp cười vui vẻ, tới ngậm miệng không có được. Nói về độ hài hước thì chồng cô cũng thuộc hai cái hàng top 10, chứ không có phải giỡn đâu, thiệt tình. Chú đưa cô tới một quán ăn trưa khá nổi tiếng. Ở đây nấu cơm trưa siêu ngon. Quyên với chú vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Ăn cơm trưa xong, Quyên mới kể cho chú nghe chuyện cô thấy ông Bính hôm qua ở ngoài giường. Nghe xong chú cau mày không nói gì. Một lát sau cô mới nghe chú lên tiếng. Để anh cho người điều tra ông ấy. Còn cái chuyện hôm qua em thấy cứ coi như là không có biết cái gì đi. Quyên gật gù, lại sực nhớ tới cái chuyện bức tranh cô hỏi. Bức tranh trong phòng anh treo ở trên tường là của ai vậy?
bức tranh hoa hồng hả? Quyên gật đầu. Bức tranh đó là anh mua đấu giá ở một buổi từ thiện. Sao vậy? Em không thích à? Dạ không phải là không thích, vì em thấy đẹp nên hỏi thôi, không có gì đâu. Chú nghe Quyên trả lời, chú cũng không có hỏi lại. Hai người đưa nhau đi mua một ít đồ rồi mới về lại Lộc Phủ. Trên xe, Quyên cứ suy nghĩ mãi về bức tranh hoa hồng. Bức tranh này chỉ là chú vô tình mua được thôi, nào có liên quan gì tới Mộc Phủ đâu chứ. Nói vậy, cô gái Quyên gặp là ai? Cô ấy có liên quan gì tới Mộc Phủ hay không đây? Sao lại mơ hồ quá? Chuyện ông thầy Bính, chú đang cho người điều tra, còn chuyện mấy cái đệm cũng có chút tiến triển. Úc Đực lăn lộn một ngày cũng điều tra ra được mấy cái đệm hôm đó do đích thân vú một đem vô phòng cho. Cái chuyện đem đệm đi cất đáng lý là do bé muội làm, nhưng giữa chừng vú một lại nhảy ra ôm đem vô, xem ra là có điểm đáng ngờ. Vị trí đệm và vị trí người quỳ được sắp xếp sẵn từ trước, nên người bày mưu rất dễ dàng ra tay cho đá vào đệm. Quyên nghe nói đệm quỳ cũng do vú một sắp xếp, mà vú một là người của ai chứ? Tất nhiên là người của chị em bạn dâu thân yêu của Quyên rồi. Bà Hạ, từ khi nào mà bà biết bài mưu là kế công phu như vậy? Quyên ghi nhận, kiểu gì Quyên cũng bắt bà trả đủ chì lẫn chài. Trưa hai ngày sau, lúc Quyên ra đến nhà ngoài đã nghe tiếng mẹ chồng cô quát. Con bị sao vậy? Hả? Biết bao nhiêu người mà con làm mất mặt mẹ, làm mất mặt Mộc Phủ như vậy? Quyên đi vào trong, cúi đầu nhỏ nhẹ lên tiếng. Mẹ, chị hai. Mẹ chồng cô liếc mắt nhìn. Cô thức thời tự biết đường ngồi xuống. Nhìn thấy bà Hà đang nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà, mặt bà ta đỏ ké, nhìn không ra một chút vui vẻ nào. Hai mắt của Quyên thoáng sáng rực, đầu cúi xuống thấp một chút. Quyên nhếch môi khẽ cười thầm. Phía trên, mẹ chồng của cô được Thu phụng dìu, bà quát. Mẹ không có kêu con phải quỳ tụng kinh, là tự con muốn quỳ để bày tỏ lòng thành. Rồi bây giờ sao? Bây giờ coi có thành trọt cười cho thiên hạ mọi người hay không? Bà Hạ gương mặt không còn lại bao nhiêu son trẻ. Bà ta miếu máu. Mẹ, năm trước con cũng quỳ được. Mẹ chồng cau có. Đây là lần đầu tiên Quyên thấy bà giận tới mức này. Con bao nhiêu năm tuổi rồi, hả? Mẹ đã kêu con thôi, đừng có quỳ. Nhưng mà con một mực nói được. Rồi quỳ chưa được 5 phút, con liền lăn quay ra. Con nói thử coi, nếu là con có tức, có mất mặt với mấy vị phu nhân khác không? Con mời người ta tới để nghe kinh nghe kệ, hay mời người ta tới để thấy con té chỏng mông? Bà Hạ từ đỏ chuyển sang tái xanh, bà ta giải thích. Dạ, con quỳ được mà mẹ, con không có cố ý đâu. Hôm bữa cúng gia tiên con quỳ nửa tiếng cũng đâu có sao, mà hôm nay không biết làm sao. Mẹ chồng cô trừng mắt, dù bà đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn minh mẫn lắm. Bà bực dọc. Sao? Sao cái gì? Con già rồi chứ sao siết gì nữa? Phải con là con Phụng hay con Quyên hay là con Quế đi. Mẹ còn nghĩ là con bị bệnh nên chóng mặt ngang xương. Còn cái này, con nhìn lại con đi. Đầu gần 50 rồi mà còn hăng máu như mấy đứa nhỏ. Cái này con biết tụi nhỏ nó kêu là cái gì không? Là trẻ trâu, y như mấy con nghe mới lớn, hùng hăng hung hãn, không biết lượng sức mình. Cả Quyên với Thu Phụng đều nhịn không được mà phì cười. Mẹ chồng của cô chửi thăm ơi là thăm. Bà Hạ bị chửi đã đủ điên, lại còn nghe tụi Quyên cười nhạo thì càng bốc quả. Bà ta xa sầm nét mặt, không có nói lại câu nào. Mẹ chồng cô đang bực lại thấy được cái bộ dạng lì lợm của bà Hạ, lại càng bực bội. Bà hỏi cái gì thì bà Hạ cũng không thèm nói. Giận quá bà chửi. À, thì ra là cô cố tình làm cho tôi quê mặt đúng không? Cô trách tôi cho thằng Phú lấy con Thanh Ngọc nên giở trò cho tôi quê mặt trước mấy lão phu nhân phải không? Nói đi, sao bữa trước cô quỳ được mà bây giờ cô quỳ không được? Nói! Bà Hạ ngước mắt lên nhìn mẹ chồng. Bà dinh giáo trả lời. Con không có trách mẹ chuyện của Minh Phú.
cái này là do mẹ nói chứ con không có nói. Ôi chào, căng rồi, căng thật rồi. Nhưng mà như vậy thì Quyên lại càng thích. Mẹ chồng cô giận tới tím tái mặt mày. Bà chỉ tay về phía bà Hạ, run rẩy mấp máy, nói không thành lời. Cô... trời ơi! Bà Hạ lại trừng mắt với mẹ chồng, làm cho mẹ chồng tức giận, lộn gan lộn phổi. Không nói được cái gì, bà trực tiếp ngất xỉu luôn xuống đất. Quyên với Phụng thấy bà xỉu, liền hoảng loạn, đỡ lấy bà, hô hào xung quanh kêu bác sĩ Khải tới cấp cứu cho bà. Kết quả mẹ chồng cô vì tuổi cao, cộng thêm sốc tinh thần nên ngất xỉu, nằm nghỉ một chút sẽ không sao. Còn về phần bà Hạ, ông Hưng bắt bà ta quỳ hết cây nhang đại để làm gương cho con cháu, không một ai dám xin cho bà ta. Bà Hạ bị phạt quỳ trong gian thờ Phật. Lúc Quyên đi vào, đã thấy bà ta đang ngủ gà ngủ gật dưới sàn gỗ. Nghe tiếng bước chân đi vào, bà bật ngồi dậy. Quyên thấy mà mắt cười. Thấy người tới là cô, bà Hạ coi bộ không có vui, cau mày nhìn Quyên, bà ta hỏi. Sao cô lại ra đây? Thấy tôi bị phạt chắc vui lắm hả? Cô với em cô có một loại ti tiện y như nhau. Quyên không nói không rằng, quỳ chân quỳ xuống lại về phía chính điện ba lại, rồi vái ba cái, xong Quyên mới từ từ đứng dậy. Bà Hạ trố mắt nhìn cô, bà hỏi. Cô giả điên giả khùng gì trước mặt tôi vậy? Quyên nhếch môi cười, nói dõng dạc. Có gì đâu mà chị không có hiểu hả chị hai? Em ra đây giờ này là muốn khẩu nghiệp. Mà trước khi muốn khẩu nghiệp, em phải xin tội của em trước chứ. Dù biết là mang tội rồi đó, nhưng xin giảm được bao nhiêu thì giảm. Chứ không, để tội nặng như chị thì giảm cái kiểu gì được mà giảm. Cô nói vậy là cái ý gì? Quyên cười nhẹ, ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó. Cô từ tốn. Em nói vậy mà chị cũng không hiểu luôn hả? Rồi hồi sáng này, chị bị làm sao mà đang quỳ rồi té, chị hiểu chưa? Bà Hạ nghe Quyên nói, trố mắt nhìn Quyên rồi gào lên. Là cô bày trò ma trò quỷ hại tôi, phải không? Ý, chị hai à, trước mặt Phật, chị đừng có nói ma nói quỷ gì đó không có nên đâu. Chị hại em sao? Em trả lại chị như vậy. Có gì mà chị sừng cồ lên dữ vậy chị hai? Bà Hạ đứng bật dậy. Bà ta tiến tới chỗ của cô, bà quát. Cái con chó này! Mày bỏ cái gì vô đệm mà khiến tao ngứa như vậy hả? Quyên cũng không có yếu thế. Quyên cười trả lời. Thay vì chị bỏ đá vô đệm của em, thì em chét một chút lông mắt mèo cho chị quỳ lên thôi. Chứ gì đâu, em hiền quá mà. Hiền hơn chị nhiều. Sao? Có ngứa nhiều không? Để em kêu người mua thuốc cho chị uống nghe. Mày! Còn chó cái! Mày có tin là tao dạch mặt mày ra không? Quyên nhíu mày càng thích thú. Em mời chị hai. Bất quá, thủ đoạn chị hại em cũng không có đem ra kể một chút chơi luôn. Cái vụ đệm độn đá chị chơi em hôm bái gia tiên là chị nghĩ ra hả? Trời ơi! Sao để sơ hở tùm lum vậy chị hai? À quên nữa, tinh dầu xông ở trong phòng em dạo này kỳ kỳ. Không biết là chị hai có bỏ cái gì vô trong đó không chị? Mới hôm qua đó, em mới thấy con Ngọc nó đi mua bột đinh lăng hương về, đúng không? Cho em hỏi nghe, chị bỏ linh lăng hương vào tinh dầu hoàng đàn của em bao nhiêu lâu rồi hả chị hai? Bà Hạ lần này mở tròn xe mắt nhìn cô, mặt của bà ta tái xanh tái đỏ như không tin vào tai của mình. Cô thấy bà ta muốn nói nhưng lại nói không được, cái kiểu như bị á khẩu, bị đứng hình. Quyên đứng dậy, dùng sức đá mạnh vào đầu gối của bà ta. Quyên đá mạnh lắm, nên bà Hạ cứ dậy mà mất đà té bịch xuống sàn, hai đầu gối va chạm vào giấy sàn kêu cốp một cái, chắc là đau dữ lắm. Bà ta dương cặp mắt chim quạ lên nhìn Quyên, run rẩy nói, Mày! Quyên nhếch môi, ngồi xuống trước mặt bà ta. Cô dùng hai ngón tay bóp hai bên má của bà ta lại để bà ta không có phát ra được âm thanh kêu cứu nào. Cô dùng sức bóp thật mạnh, môi bà ta chu ra, máu trên mặt dồn hết lên trên trán, mặt đỏ như máu. Cô lạnh giọng gặn từng tiếng. Bà hại tôi, thì cũng nên đón trước ngày tôi sẽ trả đũa lại bà chứ.
hay bà tưởng tôi ngu tới nỗi không có biết bà ra tay? Chuyện cái đệm đáng lý tôi sẽ bỏ qua cho bà. Nhưng chuyện bà bỏ Linh Lăng Hương vào trong cái tinh dầu của tôi làm tôi không thể chấp nhận được. Bà muốn tôi không có sinh được con à? Bà đủ khả năng đó chưa? Đủ chưa? Quyên siết mạnh một chút nữa. Hai ngón tay cơ hồ gần như chạm vào cái xương hàm của bà Hạ. Cô cười khinh. Bà đụng tới tôi bỏ. Nhưng bà đụng tới con của tôi quyết nhất định sẽ giết chết bà. Mà bà còn lì lợm đụng tới con tôi một lần nữa, tôi sẽ không có để cho bà yên, chỉ ngứa ngáy như lần này thôi đâu. Nếu có lần sau, tôi hứa sẽ khiến cho bà ngứa mà gãi tới tróc da chảy máu lòi thịt ra mới thôi. Bà liệu hồn đó. Nói xong, Quyên buông tay khỏi mặt của bà Hạ. Bà Hạ được giãn cơ mặt ra, liền liên tục khít lấy hít để oxy trong không khí. Cô không có nói gì thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài. Bên ngoài có Út Đực đang đợi cô. Bà Hạ lần này là Quyên cảnh cáo, nếu có lần sau đừng có trách Quyên độc ác với bà. Sau cái hôm bà Hạ bị phạt, bà ta ra sức lấy lòng mẹ chồng. Mẹ chồng bình thường thì là một người dễ yêu, dễ chiều. Nhưng một khi đụng tới những thứ trong giới hạn của bà, thì bà tuyệt đối không có khoan nhượng. Cũng may có ông Hưng chỉ tay ngọt nhạt, nên mẹ chồng cô từ từ thư thả cho bà Hạ. Mà bà Hạ trong giai đoạn này không có ưa Quyên ra mặt. Đối với việc bà ta trước mặt ông chú, thì chị em, còn sau lưng, thì liếc Quyên muốn rớt con mắt ra ngoài. Cô cũng đã quen. Một khi cô chọn cách xé rách da mặt của bà Hạ ra thì đủ chứng minh cô không muốn đóng kịch với bà ta nữa. Nên việc bà ta ghét cô cũng không lấy làm lo nghĩ gì. Quyên thì công tư phân minh. Bà Hạ không có thích cô đồng ý, chứ bà ta đánh chủ ý lên con cái của cô thì đừng có mong cô bỏ qua cho. Nể tình mẹ chồng nên cô mới không có đem chuyện này ra nói với chú. Chứ nếu không thì bà Hạ đừng có mong sống yên ổn qua cái con trăng này. Chuyện cái đệm Quyên đoán chính xác là do bà Hạ làm, mà cái người bày mưu cho bà ta thì không ai khác ngoài con Ngọc. Nói về chuyện cái đệm mà Quyên quỳ ở trên đó thì đoán chính xác là do bà Hạ làm, mà cái người bày mưu cho bà ta thì không ai khác ngoài con Ngọc. Quyên cho Út được theo dõi vú một. Công tình mấy bữa cũng thu được kết quả tốt. Út được tìm được trong cái bao rác mà vú bột đem quăng. Có cái túi đệm bị hư, bên trong không có ruột. Đá thì tất nhiên là không tìm thấy rồi, vì mấy viên đá nhỏ này trong rừng nhà Quyên không thiếu. Mà bao nhiêu đây cũng đủ chứng minh chuyện cái đệm có liên quan tới bà Hạ. Vốn dĩ, Quyên không có dám chắc chắn hoàn toàn. Nhưng đêm đó, Quyên định tội cho bà ta, mà bà ta không phản kháng thì coi như là nhận tội. Với lại, nếu chỉ có một chuyện bà ta bỏ đá vào đệm quỳ của Quyên cũng không khiến cho Quyên giận dữ tới mức trực tiếp đi tìm bà ta. Cái mà khiến cho Quyên bực nhất là chuyện bà ta cho Linh Lăng Hương vào trong tinh dầu của Quyên. Nói tới cái chuyện này thì phải cảm ơn Thu Phụng. Chính chị ấy phát hiện ra Linh Lăng Hương mà con Ngọc nó mua về. Linh Lăng Hương không phải độc, nhưng nó kỵ với đàn bà mang thai, tác dụng không có mạnh như xạ hương, nhưng cũng không nói là nó an toàn. Quyên có đem tinh dầu hoàng đàn của cô ra cho Thu Phụng ngửi qua, thì quả thật có pha một chút linh lăng, mà đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ngửi thấy cái mùi này từ mấy xông tinh dầu. Cô còn nghe Thu Phụng nói, cái loại bột hương này còn có tác dụng tránh thai, mặc dù không có chắc chắn lắm, nhưng chị ta nói trong sách có ghi chép lại như vậy. Quyên có thể không tin Thu Phụng, nhưng Quyên tin Út Đực. Chính mắt Út Đực theo dõi con bé muội, thấy nó lén lút từ trong phòng con Ngọc đi ra, rồi làm bộ lên phòng Quyên dọn dẹp để đổi tinh dầu trong phòng. Cô biết cái bột linh lăng này là do bà Hạ nghĩ ra, vì trước khi con Ngọc tới, Quyên đã ngửi được cái mùi này từ lâu rồi. Coi ra bà Hạ sau này không chèn ép con Ngọc nữa đâu. Con Ngọc nó đã đầu quân cho bả rồi. Cục tức này nuốt không trôi, Quyên mới bày kế để Út Đực trét mắt mèo lên đệm của bà Hạ, sau đó đánh dấu cái đệm lại
rồi nhờ Thu Phụng lấy đúng cái đệm đó ra cho bà Hạ quỳ. Quyên cũng để Út được nhiều chuyện với mấy người làm ở bên gian thờ nhà ngoài, nói qua nói lại chuyện của bà Hạ không có vui khi mẹ chồng Quyên đồng ý cho cô Ngọc với Minh Phú lấy nhau. Cốt lõi là cô muốn cho mẹ chồng cô nghe được cái chuyện này nhằm gây mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu để dễ bề bày kế. Coi như cô mượn tay mẹ chồng trả thù bà Hạ, mà mẹ chồng cô cũng được phen chỉnh bà con dâu láo cá láo liếu này, coi như dẹn cả đôi đường. Lần này bày mưu lập kế công của Thu Phụng là đáng kể nhất. Buổi sáng vừa mới mở mắt dậy, Quyên đã thấy chú đang tập thể dục trong phòng. Ôi chú cha ơi, mới sáng sớm đã được rửa mắt thì tuyệt vời quá đi. Chân chú siêu dài, cơ ngực săn chắc, cơ bụng đầy muối, hai bắp tay chắc nịch, cơ nào ra cơ nấy, đặc biệt là vùng dưới bụng, càng nhìn sâu càng phấn khích. Quan trọng nhất vẫn là gương mặt xuất thần của chú. Mặt đã đẹp mà cơ thể còn ngon cơm như vậy thì nhìn sướng mắt phải biết. Mới sáng ra được nhìn đủ xôi đủ thịt mà không có gặm được chút nào thì hơi thiệt thòi đó, hơi ngu đó. Tại sao vậy? Không nghĩ nữa, Quyên lật đật bật dậy bung xuống giường, thấy chú đang muốn đổi tư thế từ chạy bộ tại chỗ sang hít đất. Quyên liền nhanh chân nhanh tay nằm ngã ra sàn nhà nhìn chú chăm chăm, hai mắt ngập tràn mong đợi. Chú đứng trên cao nhìn xuống chỗ Quyên đang nằm. Chú cười. Bày trò gì nữa đây? Quyên cười hì hì đưa hai tay ra ngoắc ngoắc. Em coi anh tập hít đất, nhanh nhanh nằm xuống đi. Chú cau mày nhìn Quyên. Em nằm vậy thì anh tập sao được? Đây, anh hít đất đâu cần phải nằm xuống. Em nằm đây để chống đỡ cho anh. Em sợ anh trượt tay trượt chân té dập mặt thì sao? Chú lắc đầu cười cô, giống như là hết cách nên chú chỉ có thể nằm xuống, hai tay chống hai bên đầu Quyên. Chân thì thẳng ra, song song với cơ thể cô. Ôi chào, cái tư thế này, bị hộc máu mũi rồi Quyên ơi. Chú khuỵu tay rồi lại thẳng tay, cơ thể cũng chuyển động lên xuống. Quyên canh lúc chú cúi xuống, liền hôn cái chục lên môi chú. Chú nhìn cô cười. Cứ như vậy, chú thẳng tay nâng người lên, rồi thôi chứ khuỵu tay hạ người xuống thì môi Quyên và chú lại chạm vào nhau. Dần dần động tác hít đất của chú càng ngày càng chậm lại, chậm tới mức hai chân Quyên đu lên trên eo của chú mà chú còn không có hay biết gì. Dạo này bụng của chị Quế sắp sanh, bụng tầm này to lắm nên đi đứng có chút khó khăn. Bác sĩ dự đoán còn chừng 2 tuần nữa là chuyển dạ, nên ông Hưng không có cho chị Quế đi lại lung tung nữa. Bà Hạ cũng vì thấy ông Hưng khẩn trương lo cho mẹ con chị Quế mà bà ta không có vui. Cộng thêm chuyện của Quyên nữa, nên mặt của bà ta lúc nào cũng có chút ù trụ. Con Ngọc thì không hơn là bao nhiêu, không biết có phải do ghét Quyên quá hay không mà bà Hạ cũng không có ưa gì nó. Mặc dù đã về chung phe, nhưng bà Hạ vẫn chửi nó suốt ngày. Mà con Ngọc sống cái kiểu nhẫn nhịn. Bà Hạ chửi thì vẫn chửi, nhưng nó cười thì vẫn cười. Cứ như nó bây giờ biến thành con người hoàn toàn khác. Không còn là con Ngọc được cưng chiều hóng hách như ngày xưa nữa. Nhưng nói như vậy, Quyên lại cảm thấy lo lo. Buổi sáng sau khi tiễn chú ra cửa, Quyên đứng trước cửa nhà, nhìn chú đi bộ ra hầm xe lấy xe đi làm. Đáng lý Quyên đã đi vô trong nhà, nhưng giữa chừng cô lại thấy chú dừng lại không đi tiếp nữa. Tiếp theo là con Ngọc xuất hiện. Quyên không biết nó nói với chú cái gì mà chú quay lại nhìn về hướng Quyên đang đứng. May mà Quyên nhanh chân núp vào trong cửa nên chú với con Ngọc đều không thấy được Quyên. Quyên len lén nhìn ra. Cô thấy con Ngọc cứ luôn miệng nói, còn chú thì không nói gì. Mà cũng vì cái khoảng cách xa quá nên Quyên không có nhìn ra được biểu cảm của chú. Con Ngọc thì mặt mày lo lắng sốt ruột dữ lắm. Linh cảm cho cô biết có chuyện không hay. Mà cụ thể, e chắc là liên quan tới chuyện của Quyên và nó khi xưa. Con Ngọc, chuyện không có gì để cho mày phải đem ra tọc mạch với chồng của tao đâu. Mày hãy đợi đó đi. Quyên thấy chú có vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng lại không có nói cái gì nhiều.
Quyên núp sau cửa theo dõi, thấy chú nói một hai câu gì đó với con Ngọc, rồi đi thẳng ra hầm xe lấy xe. Không nhìn ra được vui hay buồn, mà con Ngọc lúc này có vẻ không có vui cho lắm. Nhưng quay đi một cái, Quyên lại như thấy nó đang cười, không biết là chú đã nói cái gì với nó. Quyên có chút tin tưởng ở chú, tin là chú sẽ không có bị mấy lời không đâu vào đâu của con Ngọc mà sinh ra nghi ngờ với cô. Xét về sự thật, Quyên hoàn toàn không có gì để mà nghi ngờ, chỉ sợ con Ngọc sẽ giở trò gì nữa thôi. Quyên suy nghĩ một chút, quyết định là sẽ không có hỏi chú chuyện này. Bây giờ cô hỏi thì khác gì có tật giật mình. Chú không nói gì, không có nghĩa là chú không có quan tâm. Đàn ông mà tính tò mò có khi còn cao hơn cả đàn bà. Hơn nữa, Quyên cũng muốn biết con Ngọc là đang bày mưu bày kế gì nữa đây. Vừa quay vào trong, Quyên liền đụng mặt Minh Phú, hình như cậu ta đang chuẩn bị đi làm. Thấy cô, cậu ta cười cười, kêu một tiếng. Thím Ba. Quyên gật đầu, cũng định không nói gì, nhưng sực nhớ tới con Ngọc, nên Quyên bèn cười cười rồi hỏi. À, Minh Phú, con với con Ngọc, em gái thím sống với nhau có tốt không? Minh Phú một tay đút túi quần, tay cầm điện thoại, cậu ta cười. Cũng tốt đó thím à. Đàn bà sao cũng được, miễn là không có mất nết bỏ theo trai là được rồi. Mất nết bỏ theo trai, đây không phải nó nói tới chị Xuân sao? Quyên cau mày, cố tình tỏ ra không vui. Chuyện của Xuân là chuyện cũ, mặc dù thím với Ngọc không có tính là hòa thuận, nhưng nó với thím cũng là máu mủ ruột rà. Thím mong con đối xử tốt với nó một chút, cái gì thì cái, tình cảm vẫn là quan trọng nhất. Minh Phú bật cười, mặc dù là cười, nhưng ý cười hoàn toàn không tới được đáy mắt. Thím mà không cần phải dặn đâu, con là chồng, con lo cho vợ con được. Ngọc là cô gái thông minh, là chu đáo, con lấy được cô ta coi như là phước phần của con rồi. Ngược lại, con lo cho thím, chú Ba tuy là người bản lãnh, nhưng không có tránh được anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lại là chiêu ly gián đây mà. Sợ ơi, Quyên đây không có thiếu muối iốt đâu nha. Cô bật cười. Cái này à, con không cần phải lo đâu Minh Phú à. Thím không có sợ mỹ nhân ngoài đường. Cái mà thím sợ là mỹ nhân trong nhà thôi. Minh Phú cau mày, cậu ta nheo mắt nhìn về phía Quyên. Ý của thím là cái gì? Con chưa có hiểu. Quyên xua xua tay. Con không hiểu thì thôi, cũng không có gì, rồi cũng có lúc con sẽ hiểu. À, quên, sáng giờ thím không thấy con Ngọc đâu nữa. Đi theo mẹ con mua đồ rồi, thím kiếm vợ con có chuyện gì hả? À không, không có thấy nên thím hỏi thôi mà. Thôi, cũng trễ rồi, con đi làm đi, không là trễ giờ đó. Minh Phú nghe Quyên nói vậy, cậu ta cũng không nói gì thêm. Đợi cậu ta đi rồi, Quyên mới quay lưng vào trong để đi lên phòng. Xem ra Minh Phú với con Ngọc nhất định có âm mưu gì rồi. Sáng nay bà Hạ đi chợ sớm, làm gì có chuyện con Ngọc theo bà Hạ ra nhà ngoài thăm mẹ chồng Quyên chứ. Mấy người đùa giỡn hay sao? Quyên đâu có dễ bị người ta xỏ mũi dắt đi như vậy. Tưởng Quyên là con trâu chắc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Một Thước Tương Tư, tác giả Du Phong Vân. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 11.